Xin chào quý vị các bạn. Tiếp nối series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đã được triển khai tại Didongcaocap.vn. Nay Didongcaocap.vn giới thiệu các bạn video giới thiệu về pin của điện thoại Oppo Find 7 X9006 tại Didongcaocap.vn. Khi khách hàng gặp các lỗi sự cố liên quan đến pin của điện thoại Oppo Find 7 bị phồng rộp, không lên, pin báo ảo, pin sạc rất là nhanh đầy nhưng dùng rất là nhanh hết, pin hay bị treo khởi động lại, dùng những ứng dụng nặng thì bị lỗi, báo lỗi. Những lỗi trên cơ bản của pin Oppo Find 7 X909 mã BLB569 đều được khắc phục hiệu quả triệt để khi chúng ta thay pin mới cho máy. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về pin của điện thoại Oppo Find 7 X9006, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 750 99. Kỹ thuật viên của Didongcaocap.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại Didongcaocap.vn chúng tôi.